giác này cái miệng nó muốn ăn ba khía luộc chấm muối ớt chanh đó. Nãy bị bơi vòng 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 rồi nãy giờ không gặp con nào hết chứ, bữa nay sao mà không thấy nó ra. À, đây 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 cả nhà mình thấy không? Nhìn đi có một mình anh nè, vừa vừa quay vừa bắt đó. Tay cầm điện thoại thì tay bơi xuồng bắt nó hơi khó cả nhà, nó có cái cảnh hơi bị lắc. Đây 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 nó đây đó, đó. Bắt thì chừng cỡ chục con gì đó là tự nhiên cái nó cái miệng nó thèm thèm cái nó muốn ăn ba khía luộc. Nó mà cũng kiếm chừng cục chục con gì đó biết có không đây. Một tay quay một tay nó bắt cái nó khó bỏ đây. Khó bắt quá. Ở quê hương em ở vùng miền Tây ở mũi Cà Mau thì ba khía này thì nói chung nó cũng dễ kiếm cả nhà. Những cái món khác nước ngọt thì ở nơi em thì ở vùng trên là đem xuống bán mới có thôi, còn như ba khía cua mình thèm thèm cái mình ra mình bắt cái nhiều không có thì đủ ăn cũng có như cả nhà. Đây 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 của con cua mà sao bắt được đây. Đây 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 cái nhà xem cái xuồng nó trôi ra. Ơi dính dính rồi chứ đây đó cua này đó. Cua này lát nó nhìn lục ăn luôn cua bắt khía về cái làm món luộc gà cái chấm muối ớt. Ủa, chà, mưa tới nữa mới bắt được mấy con đây, mới ra được có đi chút bắt được có mới có mấy con ba khía này đã bị trời mưa tới nữa. Chung thì hồi trước giờ em cũng không có cầm máy quay đó. Thì đấy là được em trai đó là cái chủ kênh Toán Cà Mau Toán Miền Tây đó, thì Cà Mau cuộc sống quê tôi đó là em mình sở hữu tới 5 kênh YouTube lận. Vì thời gian quay á em mình không đủ thời gian đó, rồi mới đưa cho mình một kênh đấy là cho mình quay nha cả nhà. Cái hồi trước giờ mình cũng không có làm YouTube nữa đó, thì cả nhà hồi trước giờ thì yêu quý cái kênh Toán Cà Mau Toán Miền Tây rồi đó, thì hôm nay á thì em nhờ cả nhà ủng hộ em luôn nha. Thì cũng đã ủng hộ em Toán á thì cũng như ủng hộ em thôi đó. Thì rất mong cả nhà mình được sự chiếu cố của cả nhà nhiều hơn. Nếu như mà có cái điều gì mà quay nó hơi cả nhà mình có khi nó không có được mà bắt mắt, hay là có khi xem ảnh hơi khó chịu gì đó thì cứ việc để lại cái bình luận ở bên dưới đó, để cho em biết mà để khắc phục để sửa chữa nha cả nhà. Nếu đừng có ném đá em tội nghiệp em nha, em cũng là mới làm đây mới đó, em cũng là mới hôm nay là mới cầm cam quay cái video này là lần đầu tiên thôi.
cho nên là cái kỹ thuật quay hay như thế nào, hay là trong cái cách ăn nói chung thì nó cũng chưa có được mà cái biết rõ nữa. Nói chung hồi nào giờ em cũng ngại cái kiểu mà cầm máy quay mà để nói chuyện lắm. Hôm nay đó thì hồi nãy thì em không có ở trong nhà thì có người này người kia, em cũng ngại nói chuyện, cái em ra ngoài vuông nè rồi mới nói chuyện một mình nên mới dám nói chuyện như cả nhà. Chỗ đông đông người em cũng ngại đó, không có dám nói chuyện gì hết mà run lắm nha cả nhà. Nếu như mà cả nhà mà cảm thấy yêu thích đó, là gì đó thì cho em xin một like, một cái chia sẻ rằng cái nhà có con bạc kia, con bạc kia mà đôi lúc đó, em muốn muốn quay nhưng mà cũng ngại nói chuyện trên kênh rồi đó thì chia thì không biết là mình cầm máy quay lên là mình sẽ nói chuyện như thế nào. Như có người này người kia cái em cũng không biết, là nói chung thì nó cũng run lắm, cũng hồi nào giờ chưa có từng mà làm cái nó hơi nhát. Nếu như mà có điều gì chi sai sót đó, thì cho em xin cái bình luận ở bên dưới đó thì em khắc phục sửa chữa, thì em sẽ là làm theo mọi yêu cầu của quý cô chú anh chị cả nhà mình đó. Nếu như cảm thấy mà thì lướt 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 qua thôi, đừng có để lại cái bình luận tiêu cực đó, là nó nói chung là nó cũng tội nghiệp em lắm cả nhà. Ở đây 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 đây, đây cả nhà mình nhá, đó đó, đó. Đó. Có một ơn có một tay một khó làm quá cả nhà. Đây được mấy con ba khía với con cua này nó ba con cua. Cái điện thoại của em nó em không có xử lý được, có một tay bơi một tay mà vừa tôi kết quả nè, được 1, 2, 3 con cua, 2 con cua ở dưới đây nha, ở dưới đây nha, được 1 con nữa. Đó, ở dưới đây được 1 con nữa. Đó, thì dưới được 2, 4, 5, 6. Thôi em xin tắt máy quay nha cả nhà, chút xíu. Nãy em đi vuông ra nè, bắt được mấy con cua giống như này, bật khía nè. Bây giờ chuẩn bị luộc ăn nha. Nãy giờ em ngâm em rửa cho nó sạch. Chân vô nữa là nó có là được cái dán muối ớt luôn. Cua với ba khía giờ đã chín cả nhà, giờ mời cả nhà là cùng ăn cua với ba khía với cha con em nha. Để ăn đẹp những cái con cua này chưa, cua chắc hết sức rồi cả nhà, đập đông đập luôn nha, nóng. Cua gặp quá thì gặp nó nhặt, mời cả nhà ăn muốn gặp cua với nha. Dẫu dữ nhà
Chứng bật dưới dân nha. Lâu lâu thèm thèm thế bắt vô mấy con ăn để nghe nó ngon miệng. Giờ em quay vô cả nhà xem tới đây nha, hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha.